Dạ em xin chào tất cả quý cô chú chị và các bạn yêu thích Na Vàng Bonsai cây kiểng như cả nước đã đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú chị. Thì ngày nay hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2023, em cũng tiếp tục chia sẻ đến cô chú chị các bạn một clip phô mai cũng như mai thành phẩm đến cô chú anh chị và các bạn sưu tầm nhân giống lấy vo về chơi rồi hết cô chú anh chị nha. Cũng xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều ủng hộ kênh, ủng hộ ông Mỹ Xuyên ha. Rồi em xin phép cho clip nha. Hàng bonsai VIP phong cách già cây nha cô chú anh chị, thì rất là dễ thương ha, xù luôn nha cô chú anh chị. Đầu số tứ quý rất cúc cỏ hương nha cô chú anh chị. Dạ trời em vô clip nha. Xin chào bà chủ ơi. Dạ rồi em xin chào anh, rồi em cũng xin mến chào quý cô chú anh chị ha. Rồi hôm nay em lên một số phôi mai vàng quái đẹp đế cũ ha cô chú anh chị, với một số hành phẩm ha. Rồi mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho em nha. Số điện thoại của em là 0355012347, địa chỉ em là ở khu dân cư Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha cô chú anh chị. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Dạ rồi đến với mã số đầu tiên là mã số 1 nha cô chú anh chị. Số 1 nha cô chú ơi. Cây phô mai vàng đế thú nha cô chú anh chị, bonsai có cây tử luôn nha. Cây tử này về có thể gỡ ra mình trồng được hai cây nha cô chú anh chị, mua một tặng một ha. Đó. Để nơm ha cô chú anh chị. Rồi, cây này nhỏ gọn ha nha. Dạ. Dạ hoành ngay vị trí này là 16 nha cô chú anh chị. 16 hoành nha cô chú. Dạ. Củ đặt ngang vị trí này là được là 45. Tổng cái hoành đế của nó là 100 nha cô chú anh chị. Sổ nôm là được 24. Chiều cao tổng thể của cây là được 37 nha cô chú anh chị. Ai lì hơn ai biết. Đường kính bầu là được 47. Rồi. Dạ mã số 1 em giao lưu là giá 1.1 triệu. Dạ 1.1 triệu nha bao cô chú anh chị. Toàn quốc phô mai vàng ha. Cây này đế thú chơi bonsai để bàn phong cách cái chân đế khắc điểm nha cô chú. Trời em đổi nha, dây rất dễ chơi. Dạ. Rồi mã số 2. Mã số 2. Cây phôi này siêu quái luôn cô chú anh chị ơi. Cây này sù nè cô chú ơi. Co lắc à. Rất thú kiểu luôn nha. Nguyên con thú ú nu luôn. Có chân luôn nè cô chú, chân trước chân sau luôn ha. Đó, chuyện trước nó bên đây nè, có cái đuôi luôn nè cô chú anh chị. Hết biết cục này nó xù ha. Mai vườn miền Tây mình nha cô chú anh chị. Nó nằm một phần nha cô chú anh chị. Rồi, em xin năm số luôn. Dạ. Này là... Dạ hoành là 20 nha cô chú anh chị. Dạ 20 hoành. Cái cục nạc này là được 42. Chiều dạng hú là được 20 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 35. Sổ nôm là được 22 nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là được 43. Và mã mai vàng số 2 này em giao lưu là giá 2.1 triệu ha cô chú dạ, anh chị. 2.1 triệu cô chú anh chị ơi, mã số 2 2.1 triệu nha. Dạ. Rồi, em đỡ được. Dạ. Dạ, mã số 3. Số 3. Cũng là phôi mai vàng nha cô chú. Hết biết cái cục đế nè cô chú ơi. Đế nào nhiều cô chú anh chị ơi. À. Số 3. Cái này đẹp lắm nha cô chú. Rồi, em xin thông số được. Dạ. Khi cầm đầy đủ luôn cô chú anh chị. Dạ hoành ngay vị trí này là 20. Dạ, 20 hoành. Dạ. Cái cục đế đặt ngay đây là 45. Tổng hoành đế là 101 nha cô chú anh chị. Sổ nôm là được 31. Chiều cao 40 nha cô chú anh chị. Rồi đế cứng ngắt luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi anh xin giá giao lưu. Dạ mã số 3 em giao lưu giá 2.900.000. Dạ, 2.900.000 nha cô chú ơi, mã số 3. Rồi em đổi nha. Dạ rồi. Mã số? Số 4. 4. Cây này siêu quái như dán đổ nha cô chú anh chị. Cây dán đổ lắc quái luôn. Về mình ghép mai quấn ha cô chú anh chị. Đế cũ hoành nè cô biết chú ha cô chú. Để nơm ha.
cô chú anh chị mình về chơi nhắn rổ ha, trồng hơi ngã ngã xuống một xíu nha cô chú anh chị. Rồi thông số bà chủ ơi. Dạ hoành là 19 nha cô chú. 19 hoành. Cái củ đặt ở đây là được 50 nha cô chú anh chị. Củ đế 50. Chiều cao là được 54 ha. Rồi cái này là được 50 ha cô chú. Rồi nguyên một cái tàn bay dài là 50. Rồi sổ nôm là được 28 nè cô chú anh chị. Này bầu tới đâu đế tới đó luôn ha. Tổng hoành đế là được 122. Cái này cắt có duyên nha cô chú anh chị. Mã số nó uống lượng ha. Mã số 4. Em giao lưu là 3.200.000. Dạ, 3.2 nha cô chú anh chị nha. Mã số 4 3.2 ha. Rồi em đổi nha. Dạ rồi. Mã số 5. Số 5. Phôi mai vàng luôn ha cô chú. Dạ, ok này trực lắc nha cô chú anh chị. Cành 1, cành 2, cành không đủ luôn. Củ nở ha cô chú. Lắc lượng lên vót ngọn luôn ha cô chú ơi. Mình... Đó. Mấy cây này về là vô form bonsai luôn ha cô chú anh chị. Giờ mã số 5. Mã số 5. Hoành ngay vị trí này được 24 ha. Dạ 24 hoành. Cái củ đặt ngay đây là được 47. Chiều cao là được 50. Sổ nôm là được 30 nha cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế là được là 115 nha cô chú anh chị. Hấp dưới cái dốc ngọn nhỏ xíu luôn. Dốc ngọn là còn được 8,5 nha cô chú. Rồi anh xin giấy luôn bà chú ơi. Dạ mã số 5 nè em giao lưu giá 3.9 nha cô chú anh chị. 3.9 nha cô chú ơi. Mã số 5. Số 5. Rồi mã số 6 một củ hết biết luôn. Cây mai vàng lùng lực hàng sưu tầm nha cô chú anh chị. Cái này rất đáng cho cô chú anh chị mình chơi sưu tầm lùng lực nha. Dữ à, lắm cái củ đặt của chú anh chị vậy. Là cô chú anh chị ha. Nào một cây đưa vô ha, bích chịch. Củ này là đặt cứng luôn nha cô chú anh chị. Chơi củ lùng lực luôn nha. Đặt quẹo luôn. Không tì vết luôn. Hết biết hay cô chú. Nhìn rất là phê luôn nha cô chú. Rồi thông số được. Quá khứ. Dạ hoành ngay vị trí này là 31 ha cô chú anh chị. 31 hoành. Củ đặt ngay đây là được 59 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là được 39. Nó sổ là được là 22 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là được 55. Mã số 6 nha cô chú. Dạ. Mã số 6 này em giao lưu giá 4.5 triệu nha cô chú anh chị. 4.5 triệu cái củ quá thứ cái củ nha cô chú anh chị. Hết biết cái củ rồi. Cái này nó có cái cành này bay ra hết cô chú anh chị. Cái này ghép ba bo là ghép thê cậy ha. Rồi em đổi nha. Dạ rồi đổi cho. Dạ mã số. Số 7. 7. Cây quái đế nôm đế một nồi luôn cô chú anh chị. Chán trực hơi lắc ha. Chuẩn bonsai luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng cũ hết ha cô chú ơi. Củ nở ha. Đó, trời cái bệ đế. Dán lắc lượng cốt cành đều luôn ha cô chú. Mấy cây này mà về mình ghép mà thành phẩm mà già muộn cái ha nhìn là mê luôn á cô chú. Rất là phê luôn. Rồi, số bà chú nè. Mã số 7. Mã số 7. Dạ hoành là 22 ha cô chú anh chị. Vị trí đó là 22. Củ đặt nha cô chú anh chị. Củ đặt ngay đây là 65. Dạ củ đấy đặt 65. Cái sổ nôm là 32 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 56. Tổng hoành đế là được 101 nha cô chú anh chị ơi. Cái đường kính bầu là được là 57 nha cô chú anh chị. Cây này cũng hết biết cái củ đế luôn. Em xin giá giao lưu luôn. Ở trong đây đế đặt luôn ha cô chú. Và mã số 7 em giao lưu là 4.800.000. Đế chịu rất khéo luôn nha cô chú anh chị. Nguyên đế một bệ luôn ha. Rồi em đổi nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ mã số 8. Ở số 8. Rồi
Hàng VIP nha cô chú anh chị ơi, mã số 8. Quá à, đỉnh luôn. Trời ơi, một con thú rất là mập như cô chú anh chị, một con voi vậy đó. Đấy như vậy đấy, có ức chịu nè. Để mềm luôn nha cô chú. Có cái đuôi luôn nè ha. Cái này em không biết tình cả cô chú anh chị nhìn ha. Cây rất mạnh, thân kỳ vết luôn á, quá đỉnh luôn. Nhìn nó ngoài đẹp lắm nha cô chú anh chị. Trong hình 7 ngoài 10 nha cô chú anh chị. Đấy lực lực không ha. Hết biết. Rồi em xin thông số luôn. Dạ. Giao hoành em đang ở đây là được 32 nha cô chú anh chị. 32 hoành. Cái cục lửng ngay đây là được là 105 nha cô chú anh chị. Cụ đế là 105 nha dạ. Cô chú. Cái chiều dài con hú nó dài là được 30 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 43. Tổng hoành đế là được 150 nha cô chú. Dạ. Sổ nôm là được 30. Cái này mặt nào cũng phê hết nha cô chú anh dạ. Chị nha. Sổ nôm được 3 tắc nha cô chú. Rồi em xin giấy cho cô. Dạ mã số 8. Số 8 giao lưu giá 9,5 triệu nha cô chú dạ. Anh chị. 9,5 triệu nha cô chú. Dạ. Mã số 8. Cô chú chị nhìn xe lại nha, xe đẹp quá nha cô chú anh chị. Xe đẹp lắm nha cô chú. Ở trên cái mặt cái này mình chơi cành gớt ha cô chú anh chị. Hết biết. Khúc này dạ. Em thích cái khúc này nè. Dạ mã số. Số 10. Số 10. Dạ. Cây cúc. Cúc Thọ Hương. Cây này mới vừa con tàn sau Tết chơi bông rồi nha cô chú anh chị. Thành phẩm thăng lắc đế đẹp. Một cây bonsai. Chơi phòng khách cũng rất là ok nha cô chú anh chị. Còn một số nụ nè. Rồi con tàn xong hết rồi nè cô chú anh chị ha. Và bữa nữa nó sẽ nhú đọt cô chú anh chị mình về tứ dưỡng rễ ha. Xịt giọt đọt. Tàn rất mau ấm nha cô chú. Cây này Tết bông nhiều lắm nha cô chú anh chị. Ủa đế đặc ha. Hết biết nha. Rồi thông số luôn mà chú dạ. Nè. Cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị nha. Mai vàng ép Cúc Thọ Hương ha. Dễ thương ha. Giao hoành ngay vị trí này là được là 24 nha cô chú dạ, anh chị. 24 hoành. Củ ha. Củ đặc quẹo nha. Củ đặc 53. Dạ. Cái số 8 nha cô chú. Số 10. Số 10. Chiều cao 72. Đã gì? Cái vàng xương ngang của nó là 50. Cái này nằm ở chậu 5 nha cô chú anh chị. Dạ mã số 10 em giao lưu là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 2,5 triệu cô chú ơi, dạ. Mã số 10. Phơm chi rồi sẵn hết trơn bẻ nhạo rồi nha cô chú anh chị. Chỉ cần dưỡng thêm mùa này nữa là siêu bông nha. Rồi em đổi luôn. Dạ, dạ. Dạ mã số 11. Mã số 11. Chơi cặp luôn cây số 10 cô chú anh chị ơi, cùng một giống Cúc Thọ Hương nha. Cái này vừa ra lá nè, cái này con trước cây kia con sau ha. Mai vàng ghép Cúc Thọ Hương ha cô chú. Cây cũ luôn ha. Mấy cây này về chăm Tết là cho ra bông nhiều lắm nha cô chú. Củ đế nha cô chú anh chị. Củ đế rất lực ha. Dáng như dáng thú vậy đó. Rồi bà chủ xin thông số bà chủ ơi. Cúc Thọ Hương mã số 11. Mã số 11. Giao hoành em đang ngày 19 này được 24. Dạ 24 hoành. Cái củ đặt ra đây là được 55. Chiều cao là được 65. Cái tán ngang của nó là được 55 nha cô chú. Rồi dạ mã số 11 này em giao lưu giá 3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ 3 triệu cô chú ơi, dạ. Mã số 11 3 triệu nha. Cô chú lấy cặp số 10, 11 về chơi ha cô chú. Đó. Dạ. Mã số 12 Cúc Thọ Hương. Mã số 12 Cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Cái này ghép được 1-2 tháng rồi nha cô chú anh chị. Mai vàng luôn ha cô chú. Có bẻ sơ qua nước cây dạ. Định hình là cô chú chị dưỡng tàn ha. Cây dán trực lắc 3D luôn nha cô chú anh chị ơi. Đế nó còn ở dưới ha cô chú anh chị. Đế đẹp nha. Này ghép có chục bo ha cô chú. Đây, cái đế nó là cô chú anh chị. Đó. Đế cũ ha. Còn nằm dưới ha. Rồi bà chủ cho xin thông số bà chủ ơi. Mã số 12. Mã số 12. Giao hoành là được 21. Dạ 21 hoành. Cái cũ là được 40. Chiều cao là được 72. Cái tán ngang là được 83 nha cô chú anh chị. Cây này nằm chậu 4 nha.
Dạ, mã số 12 em giao lưu giá 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Dạ, 2 triệu rưỡi cô chú nha. Dạ. Cây mã số 12, 2 triệu rưỡi. Mai vàng đã bắt đầu ấm rồi đó. Thảo Hương. Rồi cô chú anh chị mình dưỡng rất dễ nha. Rồi em đổi nha. Dạ rồi, đổi đây. Dạ, mã số 13. 13 nha cô chú anh chị. Và cúc Thảo Hương, mã số 13. Này em vô chậu đẹp về cô chú anh chị khỏi thai ha. Vàng xương bẻ qua nhạo luôn nè cô chú anh chị nha. Cây già mùa nha cô chú anh chị. Cái này hai trên hai mùa ha. Quá trời lớn luôn nè cô chú. Bẻ qua nhạo nè cô chú anh chị. Cúc Thảo Hương vừa chơi bông sông vừa con tàn luôn. Chọc ghép khá lớn nha cô chú anh chị. Tàn này rất ấm dày nha cô chú anh chị. Tết này nữa là siêu dày siêu đẹp luôn ha. Rồi anh xem thông số luôn. Dạ. Đế này một bể nha cô chú anh chị. Đế xù luôn á. Mạnh thế vậy mấy? 24 nè cô dạ, chú anh chị. 24 mạnh ngược bè. Ngược bè. Củ nè cô chú anh chị. Củ đế là được 60 nha cô chú. Dài là được 30 ha. Chiều cao 80. Cái tán ngang là được 70 nha cô chú anh chị. Chọc kép rất là mạnh nha cô chú. Dạ. Em con tàn lại hết rồi ha. Cây này nằm chỗ 5 nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị xem là nó muốn bích, nó kéo muốn bích đầu mấy cái này năm nay nó là bích đầu hết đó nha cô chú anh chị. Người mùa này nữa là mặt nó không còn mặt luôn ha. Hay còn mặt cắt của mấy đầu chi luôn nha. Rồi anh xin giá giao lưu luôn. Dạ mã số 13 em giao lưu giá 6 triệu rưỡi nha cô dạ, chú anh chị. 6 triệu rưỡi mã số 13. Dạ. Rồi. Rồi. Mã số 14. Cây tứ quý ghép cúc Thảo Hương. Để nôm nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị mình dưỡng tiếp tục thôi, khỏi cần con gì hết nha. Quá trời cái cục đế nè cô chú anh chị, cái quý mà cục đế. Hết biết ha. Chột ghép cắt lớn rồi nha cô chú anh chị. Nâu luôn rồi đó. Cúc Thảo Hương nha cô chú. Rồi. Giao hoành là được 25 nha cô chú anh chị. 25 hoành. Nồi đế nha cô chú anh chị nha. 115 nha cô chú anh chị. Nồi đế 115. Chiều cao là được 82. Cái tán ngang là được 90. Cây này là nằm chậu chậu 6 rưỡi nha cô chú anh chị. Giờ anh xin giá giao lưu bà chủ. Dạ, mã số 14 này em giao lưu giá 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, mã số 15. 15. Chơi cặp với cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây thì tứ quý lão, đế thì nồi, đế thì khỏi chê luôn nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình phối lại chậu chủ nhật là cây rất là có duyên ha. Nếu mà không ái thì mình chơi chậu tròn vẫn rất ok. Cây ghép già mùa hết rồi nha cô chú anh chị. Ở Hương ha. Giá này dễ chơi ha cô chú. Ghép sẵn về mình việc mình chăm thôi ha. Chứ cây phôi cô chú anh mua giá cũng cao rồi. Giờ anh xin thông số luôn. Dạ hoành là 27. Dạ 27 hoành. Nồi đế nha cô chú nha. 115 nha cô chú. Dạ 115, 1m15. Chiều cao là được 85. Tán ngang là được 85 luôn nha cô chú anh chị. Dạ mã số 15 này em giao lưu là giá 3 triệu rưỡi luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ 3 triệu rưỡi nha cô chú. Dạ. Giá rất là mềm luôn nha cô chú anh chị. Cây rất già mùa ha. Cái phôi không là đủ tiền rồi nha cô chú anh chị. Phôi tứ quý già mùa. Đế nôm luôn, đế nồi luôn ha. Rồi em đổi nha. Dạ. Dạ mã số 16. 16. Tứ quý nha cô chú anh chị. À, cây dáng bay nha cô chú anh chị ơi. Ủa đế quá phê luôn. Vừa đâm tược nè cô chú anh chị. Củ đế nè cô chú anh chị, hết biết luôn. Đế một nồi luôn, như tứ quý dán quay. Chột ghép nó ha cô chú, nè, nó muốn bích đầu hết trơn luôn rồi nè. Muốn liền hết trơn luôn nè cô chú. Liền luôn rồi đó. Liền luôn rồi đó. Liền chột, ghép chột, liền chột luôn rồi nha cô chú chị. Dạ mùa ha, cái này trên hai mùa. Tết này nữa là cô chú chị chơi ba mùa luôn rồi đó. Rồi. Hết biết. Giao hoành là 26. Dạ 26 hoành.
Tổng hình đế là được 120. Dạ, nồi đế 1m2. Chiều dạng hú là được 30 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 77. Cái tán ngang ha là được 93 nha cô chú anh chị. Đó, hết biết ha. Rồi. Dạ, mã số 16 này em giao lưu là giá 3.800.000. Dạ, mã số 16 3.800 nha cô chú anh chị. 3.800. Rồi em đổi nha. Hết rồi anh. Dạ, em chào hết. Rồi, rồi, cũng có 16 cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thích cây nào thì gọi trực tiếp số điện thoại em ha. Hoặc là mình chụp hình gửi qua Zalo cho em nha cô chú anh chị. Rồi em nhắc lại số điện thoại của em lần nữa là 0355012347. Rồi em kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi em xin kính chào. Rồi, cô chú anh chị. Cảm ơn bà chủ luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị ha. Xin chúc cô chú anh chị mình làm ăn một năm thật là may mắn thành công nha cô chú anh chị.